bấm để nối tiếp cập nhật. 7:45, các bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương được lực lượng công dụng ác y trên xe chuyên dụng đến tòa án. Bị cáo Vũ Trọng Lương. Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài. Sáng nay ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ đưa ra phán quyết đối với vụ án ăn lận điểm thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Giang Sơn năm 2018 tại tỉnh này. Trước đó, trong phiên sơ thẩm kéo dài từ 14-18 tháng 10 năm 2019, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Giang nêu quan điểm, đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, Viện Kiểm sát có đủ cơ sở kết luận hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất với nhau để nâng điểm môn trắc nghiệm cho các thí sinh. Dù bị cáo Hoài không trực tiếp can thiệp sửa thành quả bài thi nhưng Hoài đã đưa danh sách 93 thí sinh cần nâng điểm cho Lương. Ngoài ra, Vũ Trọng Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh. Một mình thao tác trên máy tính để sửa thành quả bài làm của thí sinh. Vị phó trưởng phòng khảo thí đã sửa thành quả bài làm của 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. 5 bị cáo dù ăn lận điểm thi. Ảnh Hoàng Cư. Quá trình điều tra và tại tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi tội lỗi do lợi dụng kẽ hở của phần mềm chấm thi tốt nghiệp. Hai bị cáo cũng như phụ huynh, người thân thí sinh đều khai việc nhờ nâng điểm do quen biết thân thiết, không hữu ích vật chất gì để sửa điểm. Do đó, Viện Kiểm sát nhận thấy không có căn cứ để chứng minh các bị cáo nhận tiền, tài sản hay bất kỳ lợi ích vật chất nào trong vụ án. Không đủ cơ sở pháp lý kết luận hai bị cáo có động cơ vụ lợi. Hành vi tội lỗi của các bị cáo được dư luận khác biệt quan tâm đã xâm hại hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Việc ăn lận trong thi cử làm mất sự công bình xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng ngành rét tô dục, gây thành quả khác biệt nghiêm trọng. Trong vụ án này, các bị cáo là những người có đủ khả năng nghĩa vụ hình sự, có chức vụ và quyền hạn và công tác nhiều năm, ăn hiểu rõ rệt quy định, quy chế của ngành đã đề ra nên đáng lẽ, các bị cáo phải gương mẫu, người giữ quyền công tố nêu quan điểm. Dựa trên cơ sở đánh rét mức chứng cứ và toàn cục nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 8-9 năm tù, bị cáo Vũ Trọng Lương 7-8 năm tù giam. Các bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cùng mức án từ 2-2, 5 năm tù, bị cáo Phạm Văn Khuôn 1-1, 5 năm, nhưng cho hưởng tù treo. Về hình phạt bổ sung, vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong ngành rét tô dục từ 1-2 năm.